Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tiến Mạnh đây. Thì hôm nay Mạnh sẽ hướng dẫn anh em về cách tải Sunwin trên điện thoại và PC anh em nhé. Ok, thì hiện tại là cái đường link của Sunwin ấy lại bị nhà mạng Việt Nam chặn rồi anh em ạ. Vì vậy hôm nay Mạnh lên cái clip này để hướng dẫn anh em tải con Sunwin trên điện thoại và PC anh em nhé. Ok, thì đầu tiên này, như anh em vào ấy, mới đầu vào ấy, anh em vào tìm ấy, để tải Sunwin ấy, anh em vào Google đúng không? Đấy, anh em tìm này như kiểu là Sunwin này. Đấy, nếu anh em mới là anh em sẽ ấn như này luôn. Đấy, là tìm Sunwin. Và lúc nào cũng ấn linh tinh rồi, đầu tiên là ấn thử trang web đầu tiên đi. Đấy, nó hiện luôn Sunwin như này. Nhiều anh em mẹ này sẽ nghĩ là đây là cái trang web chính thức của Sunwin. Nhưng mà thật sự ra ấy, trang web chính thức của Sunwin ấy, nó không như thế này anh em ạ. Nó không hề như thế này, nó không hề nhìn nhạt nhẽo như thế này đâu. Nếu anh em nào tải game, ấn vào tải game này, nó vẫn có phần tải xuống. Nhưng mà một là tải xuống nó không phải game của Sunwin rồi, là một con game khác. Hai là nó sẽ mẹ này, anh em ấy, lúc đăng nhập vào ấy, nó vào luôn cái tài khoản chính của anh em ấy, sau nó sẽ đăng nhập vào trang web chính thức. Vì vậy anh em không nên tùy tiện mà ấn mấy cái tài khoản Sunwin các thứ trên đây nhá. Đôi khi là nhiều người lừa đảo ấy, nhiều cái web nó lừa đảo ấy anh em ạ. Tốt nhất anh em mẹ này tránh cái rủi ro là không nên ấn linh tinh ở cái mấy trang web linh tinh này anh em ạ. Vì Sunwin này thì là một con game nó khá là lớn rồi. Đấy, con game lớn và lại nổi tiếng hot hơn. Vì vậy tải đôi khi nó cũng không dễ đâu anh em ạ. Vì vậy tải Sunwin nó cũng không dễ dàng đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em mẹ này cách tải Sunwin trên điện thoại nhá. Đầu tiên ấy là nó sẽ có hai link, một link là dành cho PC mà một link dành cho điện thoại anh em nhé. Ok, đây để mình ghi nào. Sunwin nhá, đấy đúng chuẩn Sunwin nhá. Link dành cho PC gồm có là web.sun8.win. Đấy. Còn trên điện thoại ấy, thì anh em nhớ ghi ấy, chỉ có ghi điện thoại này. Nhớ ghi ấy, bỏ chữ web đi, còn mỗi chữ là sun8.win. Đấy. Để xác thực ấy, mấy cái đường link của mình ấy ok và ổn áp ấy, thì đây mình này, tìm luôn cho anh em xem này. Đầu tiên là PC đi, tìm trên web luôn đi. Và PC này nó hầu như là chỉ có chơi trên web thôi. Còn tải vì nó khó anh em ạ, chỉ có chơi được trên web thôi. Vì vậy anh em nào mà chơi trên web ấy, muốn chơi điện thoại ấy, trên web ấy, thì anh em có thể ấn luôn bằng web sun8.win cũng được. Đây mình luôn này, web này chấm này, sun8 này, chấm này, win. Đấy, khi mà anh em đã tìm được rồi thì nó sẽ ra luôn một cái trang chủ như này. Và cuối cùng nó ra luôn con game anh em ạ. Đấy là phiên bản chơi luôn trên web ấy anh em ạ. Ok, để mình cho nó vào hẳn đi. Vậy, cho tính xác thực chuẩn 100% luôn đi anh em ạ. Không tí anh em lại bảo tôi bịp cái gì anh em, bịp tôi được cái gì đâu. Đấy, vào luôn, trong khi vào được con game rồi nó sẽ như thế này anh em ạ. Rất là đẹp phải không? Mẹ này Sunwin mà. Nó chuẩn là như thế này nhá anh em nhá. Đấy là mẹ này link chuẩn. Còn link tải trên điện thoại thì đây. Để mình mẹ vào luôn cái link tải trên điện thoại cho anh em xem. Sun8.win. Đây anh em ơi, Sun8.win. Sun8.win. Sau khi anh em ấn được sun8.win ấy thì nó sẽ ra luôn như thế này. Và ngoài ra nó cũng là bảo anh em ấy nên cài đặt cái phần mềm là 1111. Đấy là cái phần mềm là vượt tường lửa anh em nhé. Ngoài ra nó fake VPN nó sang nước ngoài. Nó fake ra các nước khác. Lúc đấy thì anh em có thể này thoải mái vào game. Nó chơi nó có
tránh cái trường hợp là chơi nó đỡ bị giật lag ấy anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em nào vào ấy thì anh em nên tải vào, đó là Google Play này. Đấy, nó hiện tại luôn. Và tôi hiện tại tôi đã tải rồi rồi. Tôi tải về rồi. Còn anh em nào tải game ấy, anh em ấn luôn vào này. Ấn tải game ngay này. Đấy, nó ra luôn một cái trang web như thế này. Không phải trang web đâu. Nó hiện lên luôn là ở phần mềm Set Play trên con Android. Nó hiện là Sun Pazuzu gì đấy anh em ạ. Đấy. Cái này ấy, thứ nhất là nó để như thế này. Một là nó tránh trường hợp nó quét Google ấy. Google nó quét ấy thì nó sẽ bị lại tiếp tục hỏng đường link. Hỏng đường link thì nó lại bị chặn thôi. Nó lại phải tiếp tục làm lại đường link khác. Đấy, trong khi vào ấy, thật sự ra cái đấy là chỉ bề mặt bề ngoài thôi. Như kiểu là treo đầu dê bán thịt chó ấy anh em. Đấy, khi vào ấy, anh em nào có tài khoản rồi thì anh em ấn đăng nhập. Còn anh em nào chưa có tài khoản thì anh em ấn đăng ký. Ok, tôi sẽ tạo luôn một cái tài khoản trên đây nhé. Mà tôi có tài khoản rồi mà, để tạo làm gì nữa. 1, 2, 3. Đấy, mật khẩu thì tôi có thể tôi che đi anh em ạ. Tôi che đi nhé. Không, tí mẹ không che mật khẩu đi anh em mẹ. Lúc đấy lại mẹ chôm cái tài khoản của tôi thì làm sao. Tôi sai mật khẩu à. Ui thì nói chung là tôi mẹ tạo tài khoản thì mẹ này nhiều lần lắm rồi. N tài khoản rồi anh em ạ. Thì thật sự là tạo hay không tạo thì nó vẫn như thế thôi. Bây giờ kể là tôi mẹ đăng ký bừa một cái đi. Tiến mạnh đi. Tiến mạnh nhá. Ok, mật khẩu đi thì mình tạo bừa thôi. Mình đi cho mạnh đi. 200. Mình ghi luôn cho mạnh này. Mạnh 1, 2, 3, 4 đi. Đấy, 1, 2, 3, 4 đi. Đây mẹ tôi tạo để lên cho anh em biết thôi đó. Để anh em nhìn thấy thôi. Là mẹ này chính thức là mẹ này, cái web này là web trang chủ chính thức của nó. YouTube. Tiến mạnh. Đấy. Sao lại mật khẩu không khớp nhỉ? Để tôi mẹ đăng nhập vào bằng được luôn anh em ạ. 1, 2, 3, 4 này. Mạnh này, 1, 2, 3, 4 này. Tên đăng nhập đã tồn tại. Vì tôi để tạo tài khoản nhiều quá rồi mà anh em. 1, 2, 2, 2 đi. Đấy, ok. Nó ra được luôn cái trang web như này anh em nhé. Đấy, nhiều anh em ấy nghĩ là tài xỉu ấy thì nó có nhiều kiểu lắm. Thật sự nếu các trang web nào ấy mà nó bị với anh em, vì cái tài xỉu livestream nó không bao giờ có. Nó sẽ vào một cái trang web gì đấy luôn. Thật sự. Đây này, vào phát trang web này, xị này, vào luôn này, có người bình thường nhỉ. Có người chơi bình thường luôn nhé. Chuẩn người chơi luôn ấy. Đấy. Ngoài ra không phải nguyên con tài xỉu livestream đâu, mà có cả con tài xỉu truyền thống này nữa. Đây này. Đây. Quẻ này chuẩn luôn anh em. Ok, thì clip hướng dẫn của mình chỉ có đến đây thôi. Nếu mà anh em nào thấy hay ấy, thì nhớ cho tôi xin một like, một subscribe. Còn cái đường link ấy, nếu mà anh em muốn thấy khó khăn ấy, thì tôi sẽ để đường link lại dưới phần cái mục phần mô tả. Anh em có thể click đấy, tải cho nó nhanh. Ok, bye bye anh em.